Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Vừa qua, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Tham gia buổi giám sát có Bí thư huyện ủy Vị Xuyên, Vi Hữu Cầu. Khảo sát thực tế tại thị trấn Việt Lâm cho thấy, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang từ năm 2012 đến nay đã được thị trấn quán triệt và thực hiện theo đúng quy trình, đối tượng, chế độ chính sách. Qua đó, góp phần tạo sự đột phá trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới bộ mặt đô thị, bộ mặt nông thôn. Đến nay, trên địa bàn thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã có 9 hộ được vay vốn hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo nghị quyết 47 với số vốn là 850 triệu đồng, chủ yếu là phục vụ cho công tác chăn nuôi lợn. Sản phẩm xuất chuồng tăng lên rõ rệt, đem lại lợi nhuận kinh tế lớn, ổn định đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai cơ chế chính sách còn bộc lộ nhiều bất cập do nặng về thủ tục hành chính, lãi suất cho vay vốn sản xuất nông nghiệp còn cao, lượng vốn giải ngân theo nhu cầu còn thấp, chưa khuyến khích người dân phát triển sản xuất. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã làm rõ thêm một số vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời đề nghị thị trấn Việt Lâm và các ngành chuyên môn cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền tốt các chế độ chính sách để người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh sót hoặc không đúng đối tượng thụ hưởng chính sách. Nhằm nắm bắt tình hình ở cơ sở về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngày 26 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu đã có buổi làm việc với cấp ủy chính quyền xã Đồng Tâm về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của xã. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Hữu Chí và các ngành của huyện. Là xã vùng 2, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn với địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc, đất sản xuất nông nghiệp ít, tập quán canh tác còn lạc hậu, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giao thông đi lại khó khăn. Do vậy, Đồng Tâm có nền kinh tế chậm phát triển so với các xã khác trong huyện Bắc Quang. Những năm qua, được sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 40%. Qua thăm các mô hình tại thôn Lâm và thôn Trang về mô hình dồn điền đổi thửa và làm việc với các ban ngành của xã Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu nêu rõ là địa phương có diện tích đồi núi lớn. Do vậy, ngoài chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp đảm bảo lương thực cho nhân dân, xã Đồng Tâm cần tập trung vào công tác phát triển rừng, chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê gắn với trồng cỏ để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đây là nguồn thu nhập chính của nhân dân. Trong thực hiện phong trào phát triển kinh tế xã hội, phải lấy lực lượng đảng viên, cán bộ hội viên các tổ chức hội làm nòng cốt, đi đầu để nhân dân học tập và đẩy mạnh thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, đảm bảo đúng khung thời vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015. Ban chỉ đạo giảm nghèo việc làm và dạy nghề thành phố Hà Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Sơn Hải chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức hội đoàn thể đã rà soát và phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân cho các hộ nghèo vay vốn trên 12 tỷ đồng, mở 9 lớp dạy nghề cho người nghèo với 295 học viên tham gia. Trên 1.000 lượt người thuộc diện hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh miễn phí, tổ chức mua thẻ bảo hiểm y tế cho 13.196 đối tượng, trong đó có các đối tượng người nghèo, cận nghèo. 107 học sinh là con em hộ nghèo được miễn giảm học phí. Nhờ sự quan tâm và động viên kịp thời nên đa số các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đều có ý thức tranh thủ sự giúp đỡ để phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn thành phố có 18 hộ nghèo bất khả kháng, tức là không có khả năng để thoát nghèo. Nguyên nhân chính là do các gia đình đều không có người lao động hoặc đã mất sức lao động, trong gia đình lại có thành viên mắc bệnh nặng, vì thế cuộc sống rất khó khăn. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo việc làm và dạy nghề thành phố Hà Giang đã thảo luận và quyết định giải pháp hỗ trợ cho các gia đình trên. Theo đó, mỗi cơ quan đơn vị trong Ban chỉ đạo sẽ nhận đỡ đầu một gia đình và có trách nhiệm hỗ trợ hàng tháng về lương thực hoặc tiền mặt. Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng đề nghị các xã phường kêu gọi và tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên địa bàn, tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân nghèo của các gia đình để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 6,
Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình đã tổ chức thành công hội thi Gia đình Tài năng lần thứ 2 năm 2015 với sự tham gia của 18 gia đình gồm bố, mẹ và con có độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đến từ các câu lạc bộ, gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan tại 15 xã thị trấn và các gia đình cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Tại hội thi, các gia đình phải trải qua 4 phần thi chào hỏi, tìm hiểu kiến thức chung về gia đình, phần thi vợ chồng hiểu nhau và phần thi năng khiếu. Nhìn chung, các gia đình đều có màn chào hỏi ấn tượng, sự kết hợp giữa các thành viên trong gia đình khi thực hiện phần thi mang lại cảm giác ấm áp trong lòng khán giả. Một số gia đình đã có sự đầu tư về thời gian tập luyện, đạo cụ hỗ trợ phần thi, sự sáng tạo trong nội dung thể hiện, phong cách thể hiện tốt, tự tin trên sân khấu. Các gia đình đã xuất sắc thể hiện sự hiểu biết của bản thân và gia đình, kiến thức về hạnh phúc gia đình, sự hiểu nhau giữa bố mẹ và con cái. Phần thi năng khiếu đã đem lại cho khán giả những giây phút thư giãn, sảng khoái qua các tiểu phẩm kịch ngắn, hát, múa, kể chuyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho gia đình chị Hoàng Thị Tiêng, xã Tiên Nguyên, giải nhì thuộc về gia đình chị Lộc Thanh Huệ, phòng giáo dục đào tạo, giải ba thuộc về gia đình chị Hoàng Thị Tâm, xã Yên Thành. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 15 giải khuyến khích và các giải phụ cho các gia đình có màn chào hỏi hay nhất, gia đình có kiến thức chung hay nhất, gia đình thể hiện năng khiếu hay nhất và gia đình hiểu nhau nhất. Hội thi Gia đình Tài năng của huyện Quang Bình thực sự là ngày hội và là sân chơi, đợt sinh hoạt bổ ích, lý thú để các gia đình thể hiện tài năng trong việc giữ gìn mái ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, đồng thời nâng cao nhận thức về việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội đồng Nhân dân phường Trần Phú, thành phố Hà Giang vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, phường Trần Phú đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Kết quả, doanh thu của hoạt động thương mại dịch vụ đạt 250 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt 64,7 tỷ đồng, nông lâm nghiệp đạt 600 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 5 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường, hoạt động văn hóa, giáo dục và y tế thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường từng bước được đổi mới và chất lượng của các đợt tiếp xúc cử tri của chương trình giám sát ngày càng được nâng cao. Các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 được Hội đồng Nhân dân phường tổng hợp đề nghị Ủy ban Nhân dân phường giải quyết kịp thời. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư cũng được Ủy ban Nhân dân phường thực hiện theo đúng luật định. Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân phường Trần Phú, thành phố Hà Giang đã tập trung thảo luận, chất vấn và đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015. Phấn đấu sản xuất kinh tế của phường đạt trên 278 tỷ đồng, tăng thu ngân sách đạt từ 5 đến 7% trở lên, phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người dân đạt 46 triệu đồng một người một năm. Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận Chính trị huyện Đồng Văn vừa tổ chức bế giảng lớp sơ cấp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị khóa 27 năm 2015. Sau hơn một tháng học tập, 75 học viên đến từ các chi đảng bộ trên địa bàn huyện đã được nghiên cứu 18 chuyên đề trong giáo trình sơ cấp Lý luận Chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Qua đây sẽ trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng Việt Nam, công tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ đổi mới, những kiến thức về pháp luật, về khoa học hành chính. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu thêm một số nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, về việc cần thiết phải bảo vệ công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tổ chức nói chuyện về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015. Kết thúc khóa học, 75 học viên đủ điều kiện làm bài thi. Nhân dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Văn đã khen thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Ngân hàng Bò của huyện Bắc Quang phối hợp với xã Đông Thành tổ chức trao trâu cho các hộ gia đình ông Hoàng Duy Quyết, Hoàng Kim Huyền và Nguyễn Tiến Định. Đây là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo trú tại thôn Tân Thành, xã Đông Thành. Đợt hỗ trợ đối với 3 gia đình của thôn Tân Thành lần này là 3 con trâu, mỗi con trị giá 20 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn vốn Ban Quản lý Dự án Ngân hàng Bò của huyện Bắc Quang thông qua các cuộc phát động đóng góp một ngày lương cơ bản của cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện. Trao trâu cho các hộ gia đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Quang Lương Tiến Dũng mong muốn mỗi gia đình cần chăm sóc tốt, coi đó là động lực để vươn lên thoát nghèo, đồng thời trong thời gian tới cần tích cực tăng gia lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn, song đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,
tính nhân văn của con người Việt Nam về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Gia đình bà Lục Thị Dín, thôn Bục Bản, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, 4 năm qua đã có thêm thu nhập nhờ trồng sen lấy ngó, bán hoa. Việc trồng sen này tận dụng được đất ruộng kém hiệu quả, công đầu tư ít, thời gian thu hoạch ngắn nhưng vẫn có thể nuôi được cá và vịt. Cách đây 4 năm, khi mới trồng, bà trồng thử 5kg sen giống tại một xào đất ruộng kém hiệu quả nhà mình. Sau 3 tháng, ruộng sen bắt đầu cho thu hoạch. Hiện nay bà mở rộng diện tích trồng sen lên gần 1 hecta. Mỗi ngày bà hái khoảng 100 bông ngó sen và 100 bông hoa sen bán với giá 5.000 đồng một bông. Mỗi vụ sen cũng cho gia đình bà thu nhập gần 10 triệu đồng. Khoản thu nhập này giúp gia đình bà trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Trước đây, diện tích đất này nhà bà Dín trồng lúa nhưng do năng suất không cao nên bà quyết định chuyển sang trồng sen. So với trồng lúa thì trồng sen lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần, mà sen là cây rất dễ trồng, có khả năng cho thu hoạch quanh năm. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 3 tháng, không cần chăm sóc như các loại cây khác. Việc đưa cây sen vào trồng là hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc tăng thêm thu nhập cho gia đình, thì bà Lục Thị Dín còn xác định trồng hoa sen tạo cảnh quan để phục vụ du lịch, vì thôn Bục Bản, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh là làng văn hóa du lịch cộng đồng. Với quyết tâm chuyển đổi khung thời vụ, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng, đồng thời nâng cao năng suất, sản lượng, giúp người dân tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê đã tổ chức hội thi cấy lúa vụ mùa. Đây là lần thứ hai xã tổ chức thành công hội thi và đem lại hiệu quả thiết thực. Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các thôn Nà Thàng, Nà Cao, Nà Lá, Nà Xài, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân và Chi đoàn Thanh niên xã Minh Ngọc. Mỗi đội thi cấy có 10 người, các đội thực hiện cấy trên diện tích đất ruộng 700m², đảm bảo theo các quy trình kỹ thuật như cấy thẳng, đều, theo 6 hàng, được ban tổ chức đánh khung từ trước, mật độ từ 40 đến 45 khó 1m². Thời gian cấy ngắn nhất sẽ đoạt giải. Nét đẹp của hội thi cấy lúa tại xã Minh Ngọc năm nay là các đội đều mặc trang phục truyền thống, là những người có kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Bản thân tôi thì về cuộc thi này thì đội tôi thì muốn giao lưu với đội bạn, xong lại với lại học hỏi xem kinh nghiệm cấy thẳng hàng thế nào để áp dụng vào bản thân gia đình của gia đình tôi ạ. Hội thi cấy lúa vụ mùa do xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê tổ chức nhằm tăng cường mối giao lưu, sự hiểu biết lẫn nhau của các cộng đồng dân cư trong xã, tạo thêm sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, khích lệ bà con nông dân hăng hái tham gia lao động, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tăng gia sản xuất, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, cải thiện đời sống. Là một trong những vùng trọng điểm lúa của huyện, mấy năm trở lại đây, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê luôn đi đầu trong việc cơ giới hóa nông nghiệp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào tăng gia phát triển sản xuất. Vụ mùa năm nay, toàn xã phấn đấu trồng trên 130 hectare lúa. Tập trung mạnh nhất cái chuyển đổi khung thời vụ là vào năm 2015, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Mê và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Thì đối với cấp ủy chính quyền xã đã về vận động tuyên truyền tổ chức nhân dân, trong cái quá trình tổ chức chuyển đổi khung thời vụ thì đã thành công của cái vụ xuân năm 2015. Tiếp tục là đến cái vụ mùa 2015 là đối với xã sẽ tác động tích cực và vận động người dân thực hiện thành công cái chương trình chuyển đổi khung thời vụ. Do đó là tạo được cái thu nhập của bà con được nâng lên, và cũng trong cái quá trình đầu tư xuống ruộng của bà con là giảm đi. Thế thì tạo ra được một cái thời gian cho cái vụ đông để nhân dân phát triển kinh tế. Mục đích lớn nhất của cái hội thi lần này là nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái quá trình chuyển đổi khung thời vụ. Thế thì sau cái vụ vừa rồi thì cái năng suất sản lượng cây trồng được tăng lên rõ rệt. Do vậy là đối với người dân thì sau khi nhận thức đầy đủ với chuyển đổi khung thời vụ thì đã tích cực phối hợp với chính quyền và tổ chức thành công cái chuyển đổi khung thời vụ trong năm 2015. Sau gần 2 giờ đồng hồ tranh tài, các đội đều hoàn thành phần thi của mình. Ban tổ chức đã tìm ra 4 đội đoạt giải. Kết quả, thôn Nà Thàng đoạt giải nhất với phần thưởng 1 triệu đồng. Thôn Nà Lá đoạt giải nhì với phần thưởng 700.000 đồng. Hội Phụ Nữ xã đoạt giải 3 với phần thưởng 500.000 đồng. Chi đoàn Đoàn Thanh niên xã đoạt giải khuyến khích 300.000 đồng. Dịp này, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Nguyễn Văn Trung cũng đã trao thưởng cho 4 đội thôn Nà Thàng, Nà Cao, Nà Lá và Nà Xài, mỗi đội 1 triệu đồng. Đây là những thôn đi đầu trong việc chuyển đổi khung thời vụ của xã Minh Ngọc. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.